này thiện hiện phật dùng năm loại mắt cầu nhãn xứ còn chẳng thể được cầu nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng còn chẳng thể được Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có. Này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu sắc xứ còn chẳng thể được, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu nhãn giới còn chẳng thể được cầu nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng còn chẳng thể được huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu sắc giới còn chẳng thể được cầu thanh hương vị xúc phép giới cũng còn chẳng thể được Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc, thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu nhãn thức giới còn chẳng thể được, cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng còn chẳng thể được. vốn là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có. Này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu nhãn xúc còn chẳng thể được, cầu nhi tĩ thể thân ý xúc cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thể được cầu các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng còn chẳng thể được huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bản rốt ráo thường lạc thì đó là điều không có này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu địa giới còn chẳng thể được cầu thủy hỏa phong không thức giới cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bản rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có. Này thiện hiện, Phật dùng năm loại mắt cầu vô minh còn chẳng thể được. Cầu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc, thì đó là điều không có.